chợ Bến Thành nó có một cái chuông đồng hồ. Trước đây á, cái dòng người và tiếng còi xe, cái lượng âm thanh nó rất là lớn, nó lớn áp, mình không có bao giờ mà nghe được cái tiếng chuông đó luôn. Và khi mà mình đi qua đến giờ nó sẽ có vang lên á, cái cảm giác của cái Sài Gòn nó rất là trống vắng, cái âm thanh nó rất là lạ, chưa bao giờ thấy nghe cái tiếng chuông mà nó hay như vậy, nhưng mà nó lại lạnh lẽo như vậy. Hiện tại thì tất cả mọi người đều im lặng hết và cái vẻ hối hả nó không còn nữa, thay vào đó cái cảm giác mà nó trầm mặc nhiều hơn. Mình vẫn mong muốn là Sài Gòn nó sẽ khỏe lại. Thậm chí là mình không có mong muốn là mình có thể đi cà phê cà pháo nữa. Chỉ cần mong là có thể thoải mái và cùng gia đình mình đi dạo một vòng Sài Gòn thôi. Thành phố này sáng, trưa, chiều, tối không bao giờ ngủ hết. Còn bây giờ ra đường có cảm giác như thành phố đang ngủ, luôn luôn là ngủ và chưa thức dậy. Tiếng còi xe cứu thương nó hú, rồi cửa hàng đóng cửa, đúng nghĩa là cái chữ xanh xao luôn, thì cái đó làm cho mình xót xa, bởi vì một cái thành phố mà mình rất là tự hào thì nó lại bị thương như thế. Sài Gòn nó chỉ tự hào Sài Gòn là làm chơi mà ăn thiệt. Mưa bão rồi thì cũng bình thường, chị cứ đi làm đầu tắt mặt tối vậy đó, ít có ra đường chơi lắm. Năm nay chị 53 tuổi rồi, chị không nghĩ là Việt Nam mình sẽ có những cái chú bồ câu xinh xắn như vậy. Chị gốc Sài Gòn mà cái thời điểm này nè là được ngồi chơi với bồ câu á, chứ thường thường là chị lo làm vậy lắm. Mình cũng là 60 tuổi rồi mà mình mới thấy lần đầu tiên mà chứng kiến qua những cái cảnh mà giăng dây như này cái nọ đó, cách ly chúng tôi thấy rất là đau xót vì thương những người dân của chúng ta. Nói chung là rất là buồn, tại vì thời trước á thì ồn ào vui vẻ thoải mái, mọi người đều có cái sự thoải mái vui tươi, nhưng mà tại sao nó mới có cái sự mà virus này mà là chúng ta là thấy không có vui vẻ rồi, nó mất cái sự hạnh phúc của toàn người dân hết. Thành phố Hồ Chí Minh như vậy rất là xúc động, rất là xót xa, nhưng mà đó cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta để nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã có. Thời khắc này là chúng ta phải biết quý trọng hơn nữa những gì chúng ta đã có và sẽ có lại vào cái thời gian tới. Sài Gòn tôi sẽ náo nức như thường, sẽ thơm phở ngon, sẽ huyên phố phường, rồi bắt tay nhau, rồi cất vang tiếng ca nè, Sài Gòn ca đủ thứ hết đúng không? Ca ở trong hàng quán, rồi nhà ai cũng có tiếng ca hết. Đó là những cái mong mỏi sau khi mà đại thắng dịch bệnh. Thì trong lúc mọi người ở nhà không thể đi đâu được, không có đi làm được, cũng không có ra ngoài hàng quán ăn uống gì được, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn thì mình cũng có sáng tác một vài ca khúc viết cho thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của mình. Sẽ không có giây sẽ thôi tù đầy, Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Bình Tân có vấp Hóc Môn Phú Nhuận, sẽ ôm xiết nhau bắt tay vui mừng, và anh rồi sẽ dẫn em đi dạo quán quên chiếc hôn ta cùng trao. Tất cả đều cửa đóng then cài, những nơi mà tôi đã quen với hình ảnh của những sự náo nhiệt phồn hoa giờ đây trở nên xanh xao đến lạ. Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ giống như là một người bệnh, và tôi cảm tưởng như đây là một chiến binh đang bị trọng thương. Hàng quán hay chợ búa hay là công trường, dạp hát hay là công viên rồi giáo đường, cửa đóng then cài để bao người nhớ thương, nhìn lá rơi quạnh vắng nghe đầy vấn vương, những dây răng mắc khắp mọi nơi như dây buộc trói trong lòng tôi, tiếng xe đời nghe ba tới. Trong hoàn cảnh như thế, mọi người dân của chúng ta phải đoàn kết với nhau, đồng tay đồng sức với nhà nước chống lại những cái con virus này và góp sức để xây dựng một đất nước hùng mạnh lên. Bằng hết cái sức lực của mình, hãy làm những việc nhỏ nhất. Người nhỏ thì làm việc nhỏ, người lớn thì làm việc lớn. Có thể là chúng ta không có được đi tình nguyện,
vào những cái đội cứu trợ hay là chúng ta không có được đi tình nguyện vào những cái bệnh viện dã chiến, nhưng ở trong xóm nhỏ của mình, ở chính ngôi nhà của mình, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những cái người hàng xóm kế bên bằng hết cái khả năng của mình, bằng hết cái sức lực của mình. Bên trong sự yên lặng của thành phố này là những sôi động, máu lửa, nhiệt huyết của rất nhiều người cùng đứng lên chống lại bệnh tật. Những con người của thành phố siết chặt tay nhau và cùng nhau chiến đấu đến cùng.